Hello, xin chào tất cả quý anh chị khách hàng nha. Rất vui gặp lại quý anh chị khách hàng ở kênh của Nam. Thì hôm nay là bước sang tuần đầu tiên của tháng 10 2023 rồi. Video này Nam sẽ cập nhật giá xe Futurelet có ở bên Nam để cho anh chị tham khảo nha. Thì hiện tại cái dòng xe Futurelet 2023 này bên Nam có đầy đủ tất cả các phiên bản và tất cả các màu luôn. Anh chị nào mà đang quan tâm dòng xe Futurelet này á thì cùng tham khảo nha. Rồi thì đầu tiên Nam xin phép nhắc lại cái địa chỉ cửa hàng Nam cái nha. Hiện tại thì Nam đang là nhân viên bán hàng của Head Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Cửa hàng bên Nam nằm ở khu vực Cao Lãnh của Đồng Tháp nha anh chị. Anh chị nào mà ở gần khu vực này có nhu cầu muốn mua xe đó thì Nam sẽ để cái phần địa chỉ và số điện thoại bên dưới phần mô tả. Anh chị nào quan tâm thì nhấp vào phần mô tả video sẽ ra thông tin đầy đủ liên hệ bên Nam ha. Em sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh chị. Rồi thì trước khi báo giá ha, Nam xin phép quay cho anh chị xem từng màu ha, từng phiên bản luôn để xem có cái màu nào mà anh chị ưng ý không, nếu có thì liên hệ Nam. Đầu tiên đó là phiên bản tiêu chuẩn bánh căm thắng đĩa nha anh chị, chỉ có một màu duy nhất thôi. Lúc trước thì nó có hai màu, màu xanh với màu đỏ. Hiện tại này thì Honda chỉ còn sản xuất duy nhất một xe một màu này thôi nha anh chị. Cái phiên bản bánh căm thì cái mặt nạ với cái mỏ dìa nó sẽ sơn màu đen, còn bánh mâm sẽ sơn cùng màu với thân xe nha anh chị. Đây. Nói chung là chỉ khác cái màu với cái mâm xe thôi. Còn lại mọi thứ thì vẫn như vậy nha anh chị, không có gì khác biệt ha. Đây, bánh căm thắng đĩa nè anh chị. Thì nói chung bánh căm hay bánh mâm thì mỗi cái đều có cái ưu nhược điểm riêng ha. Anh em chia sẻ rất là nhiều rồi. Ví dụ như bánh căm thì nhìn dàn chân nó sáng hơn nè. Chạy xe nó nhẹ hơn nè, xe cảm giác đi bốc hơn. Độ đàn hồi tốt hơn và cái chi phí bảo trì bảo dưỡng đồ nó thì sẽ nhẹ chi phí hơn. Còn bánh mâm thì được cái ưu điểm là sạch sẽ nè, dễ rửa, dễ lau chùi, không bị xét ha. Nói chung thì cái nào cũng có cái hay riêng của nó. Rồi, đó là xe bánh căm nha anh chị, phiên bản tiêu chuẩn. Hiện tại này chỉ có một màu duy nhất này thôi. Rồi, tiếp theo, đó là phiên bản cao cấp. Thì nó sẽ có màu đỏ đô, màu xanh. Bên em hay gọi là xanh bóng để lát phân biệt với cái màu xanh nhám của phiên bản đặc biệt. Cao cấp thì có màu đỏ đô, màu xanh bóng với màu trắng ha. Đây, đầu tiên là màu đỏ trước đi. Đỏ là hiện tại chỉ có một loại đỏ thôi nha anh chị, không có loại đỏ thứ hai ha, không có đỏ đậm, đỏ lợt, đỏ gì hết, chỉ có đỏ này thôi, gọi là đỏ đô đó. Duy nhất cái phiên bản tiêu chuẩn là bánh căm thôi, còn tất cả các phiên bản còn lại đều là bánh mâm hết nha anh chị. Thì nói chung xe này quá quen thuộc rồi, Nam cũng không có nói nhiều về dòng xe này nữa, chủ yếu là quay cho anh chị xem lại cái màu sơn là chính thôi. Đó. Mục đích của việc mà quay từng màu như thế này để cho anh chị nào mà đang phân vân hoặc đang tìm màu thì chúng ta sẽ dễ dàng quan sát và thấy cái màu này thật sự nó có hợp với mình hay không để cho nó dễ tham khảo hơn. Tem vẫn là tem nổi hết nha anh chị. Cái phần yếm ổ khóa với cái yếm bờ cổ là nước sơn đen bóng nha anh chị. Hầu như xe nào cũng vậy, chỉ có cái phiên bản đặc biệt mới sơn nhám này. Xíu nữa quay cái phiên bản đặc biệt sao ha. Rồi màu thứ hai đó là màu xanh bóng nè anh chị. Quay luôn màu trắng luôn đi, nó dễ ha. Đây ba màu. Nó chỉ khác nhau cơ bản về cái nước sơn bên ngoài thôi. Nó có logo dán cánh chim hai bên nè. Trắng thì cũng có một màu trắng thôi, nhưng mà trắng này là trắng đen nha anh chị. Nguyên zin của nhà máy sản xuất là trắng đen, không có trắng đỏ ha. Trắng đỏ là chúng ta làm lại mới có nha anh chị. Xanh bóng nè. Mâm đĩa hết. Rồi dọc ra phía sau đây. Tất cả xe phụ trợ ốp sườn đều có cái tem chữ phụ trợ 3D nổi nha. Chữ này chữ nổi nha anh chị. Còn lốp máy thì sơn màu xám giống nhau hết nha. Phiên bản cao cấp thì cái tay dắt này sơn màu bạc nha anh chị. Còn cái phiên bản tiêu chuẩn thì cái tay dắt này sơn màu đen, sơn bóng. Có rất là nhiều anh chị khách hàng thích cái ví dụ như xe đỏ đi mà thích cái tay dắt màu đen này. Thì rất là đơn giản anh chị. Một là anh chị dán đề can màu đen, hai là anh chị tháo anh chị sơn lại. Thì cái này đơn giản thôi, nó không ảnh hưởng gì xe ha. Mở thử cái yên cho anh chị xem. Đây, chúng ta chỉ cần tháo bốn con ốc này ra thôi. Dưới hai con ốc này là lấy cái tay dắt này ra rồi, và nó không ảnh hưởng gì tới giấy tờ xe nha anh chị. Cái đó là cái gợi ý thôi nha. Còn ví dụ như anh chị nào có điều kiện thì chúng ta có thể qua hãng mua luôn cái tay dắt đó ha, nhưng mà như vậy thì nó hơi phí nha anh chị. Màu trắng đây, trắng là yên đen nha, không có yên đỏ nha, tuyệt đối xe của nhà máy Honda Việt Nam mà không có yên đỏ 100% sẽ làm lại hết nha. Dù anh chị nào thích nó thì chúng ta có thể độ lại, nhưng mà Nam khuyên là chúng ta nên mua xe làm biển số xong đi rồi hả độ lại nha. Còn nếu mà độ trước thì nếu như công an không chấp nhận làm giấy thì nó rất là lu bu, anh chị phải trả về zin lại ban đầu rồi mới đăng ký được. Như thế là rất là mất thời gian và công sức chi phí nữa. Rồi ba màu của cái phiên bản cao cấp. Rồi cuối cùng đó là phiên bản đặc biệt hai màu duy nhất, đó là màu xanh nhám. Này cũng xanh luôn nhưng mà nó màu nhám nên kêu gọi là xanh nhám để dễ phân biệt với màu xanh bóng nãy anh chị, với cái màu đen nhám nè. Rồi quay cho anh chị xem cái màu xanh nhám này trước nè.
Màu này thì hiện tại cũng được rất là nhiều anh chị khách hàng ưa chuộng luôn nè. Tại vì cái bản thân của cái màu này nó khá là nhu anh chị. Mua chiếc xe mà cái màu nó nhu anh chị thì cái độ bền màu nó khá là tốt ha. Rồi phía sau đây. À, cái phần yếm bờ cổ này với cái yếm ổ khóa này nó là màu đen, nhưng màu đen sơn nhám nha anh chị. Còn những cái phiên bản còn lại nó cũng là màu đen, nhưng mà nó là đen sơn bóng ha. À, nói chung màu sơn của lốc má này giống nhau hết ha. À, có điều là cái phiên bản đặc biệt này, cái tay dắt nó sơn màu đen nhưng mà nó là đen nhám, còn tiêu chuẩn nó là màu đen nhưng mà đen bóng ha. Tất cả đều là yên đen, yếm đen hết nha anh chị. Rồi màu cuối cùng đó là màu đen nhám, màu đen nhám của phiên bản đặc biệt. À, màu này khá khá là nam tính ha. Anh chị nào mà yêu thích màu đen thì khó có thể bỏ qua được cái màu của chiếc xe phụ trợ này. Đây, quay tay dắt phía sau đây. Đó. Màu đen sơn nhám. Chữ 3D nổi nè. Tất cả các phiên bản lò xo phuộc đều sơn màu bạc hết nha anh chị. Lốc máy sơn, lốc máy nè, bọc sơn nè, đều sơn màu xám hết nha. Đó. Cái này rồi, chiếc xe này thật sự nó đen nguyên con luôn, hắc công tử luôn anh chị. Và tất cả xe thì đồng hồ giống nhau, ổ khóa giống nhau ha, cơ bản là khác nhau về cái màu sơn ở bên ngoài và khác cái bánh mâm hay bánh căm thôi. Đây, ví dụ như tem thông số của xe nằm ngay bờ cổ nè, nhìn vào đây là biết ngay. Ví dụ năm sản xuất hàng cuối cùng là 2023 nè anh chị. Đó, tên nè. Ví dụ như xe bánh mâm thì có cái chữ C trong dấu ngoặc nè, còn bánh căm thì không có chữ C này. Tất cả là xe Việt Nam hết ha. Trọng lượng của chiếc xe này 505 kg nha anh chị. Và không có cái công tắc đèn ha. Cái này thì quá quen thuộc rồi. Đó, Nam sẽ quay chiếc xe bánh căm cho anh chị thấy là cái điểm khác biệt ký hiệu bánh mâm với bánh căm trên cái xe nguyên bản của nhà máy sản xuất ra là nó như thế nào. Đây. À, về cơ bản đồng hồ nè vẫn giống nhau ha, nó khác nhau với nước sơn của dàn nhựa thôi. Đây, năm sản xuất 2023 nè. À, nó không có chữ C, còn thằng bánh mâm có chữ C. À, trọng lượng là 104 kg nè, còn bánh mâm 105 kg, bánh mâm nó nặng hơn ký nha. Và tất cả đều là xe Việt Nam hết nha anh chị. À, và tất cả đều chịu khóa cơ hết rồi. À, giờ em sẽ cập nhật giá để cho anh chị tham khảo nha. Thì cụ thể hôm nay là ngày 4 tây tháng 10 2023 rồi. À, năm sẽ báo từ cái phiên bản cao xuống phiên bản tiêu chuẩn ha. Đây, phiên bản đặc biệt màu xanh nhám này với màu đen nhám bên em bán bằng giá nhau hết nha anh chị. Là hiện tại hai cái màu này bên em đang bán ra mức giá là 35.500.000 nha, 35 năm nha anh chị. À, xanh nhám với đen nhám, bánh mâm thắng đĩa nha. Rồi phiên bản cao cấp, phiên bản cao cấp thì nó sẽ có 3 màu, màu trắng, màu xanh bóng và màu đỏ đô. Ở ba màu này bằng giá nhau nha anh chị. Thì hiện tại bên em đang bán ra với mức giá là 34.500 nha anh chị. Ba màu này đỏ nè, xanh bóng nè, trắng nè, bánh mâm nha, mâm đĩa nha, là 34.500. Rồi cuối cùng phiên bản tiêu chuẩn bánh căm thắng đĩa này, à, một màu duy nhất thì bên em đang bán ra mức giá là 33.500.000 nha anh chị, 33.500.000 đồng. À, anh chị lưu ý ha, tất cả giá xe năm báo là đã bao gồm VAT rồi, nhưng mà chưa bao gồm biển số nha anh chị, lưu ý nha, chưa bao gồm biển số. Hôm nay Nam gặp rất nhiều tình trạng là có một số anh chị vào xem kênh của Nam hoặc là một số kênh trên mạng á, ủa sao trên mạng báo giá vậy mà tới cửa hàng giá khác, tại vì giá này là chưa bao gồm phí biển số anh chị. Đó, ví dụ như anh chị đăng ký ở khu vực huyện nè, thành phố nào, tỉnh nào thì chúng ta sẽ có mức phí lăn bánh khác nhau. Ví dụ như ở huyện là 2%, ở thành phố là 5%. Đó, và cái phí biển số nữa thì nó sẽ ra cái giá xe lăn bánh hoàn chỉnh. Còn giá xe Nam báo trên này là chưa bao gồm giấy tờ. À, giải thích lại một lần nữa. Tại vì không biết cái người khách hàng đăng ký xe là ở huyện hay ở thành phố. Rồi, còn một điều nữa mà anh chị cũng cần lưu ý đó chính là giá xe thì có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm chứ không cố định nha anh chị. Ví dụ như anh chị muốn biết giá chiếc xe này, à, cái màu này tại thời điểm anh chị mua giá cả như thế nào, có thay đổi gì không thì anh chị vui lòng liên hệ Nam số điện thoại bên dưới phần mô tả video. Ví dụ như thời điểm anh chị mua giá xe nó không thay đổi thì Nam sẽ báo lại y như cái giá mà Nam báo trong video này. À, còn nếu như giá xe nó giảm xuống thì Nam sẽ báo lại cái giá mới là giảm xuống, còn nếu tăng lên thì Nam báo là cái giá tăng lên. À, còn giá xe trong video này là Nam báo vào ngày 4 tây tháng 10 2023 nha anh chị. À, có nhiều anh chị khách hàng cũng hay nói với Nam chỗ này, à, sao bữa coi giá vậy mà giờ giá khác, giá lên thì nói nhau mà giá xuống im im luôn là kỳ quá nha. Rồi cái đó là quy luật của anh chị, thị trường mà, à, có khi dày khi khác chứ không cố định. Nói chung là giá xe nó hay biến động lắm, tại vì Nam cập nhật giá xe tại thời điểm Nam báo thôi.
Nếu mà trả góp á, thì chiếc xe này anh chị đưa trước số tiền tối thiểu tầm khoảng 8 tới 10 triệu là có thể lên hồ sơ trả góp được nha anh chị, tùy theo khu vực đăng ký, nhưng mà tối thiểu nhất là khoảng 8 triệu trở lên. Bên Nam không có chương trình không đưa trước nha anh chị, không đưa trước là bên Nam không có làm được nha, tại vì cái này tùy theo từng công ty mà có chạy cái chương trình khác nhau. Bên Nam đưa trước tầm khoảng 8 triệu trở lên thì mới hỗ trợ được. Thủ tục thì bây giờ chỉ cần căn cước công dân bản gốc đủ 18 tuổi trở lên và không bị nợ xấu, còn nếu nợ xấu thì cũng thôi luôn anh chị. Anh chị lưu ý ha. Còn nếu như anh chị nào quan tâm về vấn đề góp hoặc là vấn đề giá xe thì một là anh chị để lại số điện thoại cho Nam, hai là anh chị liên hệ số điện thoại bên Nam, bên Nam sẽ có nhân viên tư vấn cho anh chị một cách cụ thể và chi tiết hơn. Hầu như là xe bên Nam thời điểm hiện tại này là đủ tất cả các phiên bản và đủ tất cả các màu luôn nha anh chị, không thiếu màu gì luôn á, rất là nhiều xe luôn. Hôm nay xe về rất là nhiều. Còn thị trường xe thì mỗi nơi mỗi khác anh chị, ví dụ như anh chị tham khảo chỗ Nam giá ok thì liên hệ Nam sẽ hỗ trợ, còn cảm thấy giá chỗ Nam chưa được thì coi như coi video để giải trí tham khảo nha anh chị, tham khảo thêm. Bánh mâm với bánh căm thì nó chỉ khác nhau về cái bánh thôi, vẫn là tháng trước là tháng đĩa hết và tháng sau vẫn là tháng cơ hết nha anh chị. Tất cả các phuộc lò xo đều sơn màu bạc hết, phiên bản nào cũng sơn màu bạc hết nha anh chị. Đó, đèn là giống nhau luôn. Đó, nói chung là những cái xe bánh mâm này nè, nó chỉ có một chiếc xe thôi nhưng mà nó sơn nhiều màu để cho chúng ta có nhiều lựa chọn, ví dụ như sơn có một màu xe sao mà lựa được, sao mà bán được, tại vì người màu này người màu kia. Nhưng mà cơ bản thời điểm hiện tại này 2023 phu trời chỉ có 5 màu này thôi anh chị: đỏ đô, xanh bóng, trắng, xanh nhám và đen nhám thôi. Duy nhất là màu này, anh chị mua khác 5 màu này thì 100% là màu độ lại nha. Còn ví dụ như tất chấp nhận màu độ mua thì ok, không vấn đề gì nha. Và tất cả xe phu trời tháng trước đều là tháng đĩa hết, bánh căm hay bánh mâm tháng trước đều tháng đĩa hết, không có tháng đùm nha anh chị. Tháng đùm là giống của Alpha đó là không có nha anh chị, lưu ý ha. Đây là một trong những cái dữ liệu mà để chúng ta tham khảo xe cho nó dễ và tránh tình trạng mà chúng ta mua lầm. Còn dù trường hợp tôi biết chiếc xe đó màu đó không phải màu zin nhà máy mà nó màu độ nhưng mà tôi thích màu đó thì mua, ok không vấn đề gì để nói ha. Còn một số anh chị nói là cái màu này màu zin của nhà máy nè mà nó không có nằm trong hệ thống màu này giống như nãy giờ Nam nói thì cái đó thì anh chị nên cân nhắc nha. Rồi, đó là tất cả thông tin em muốn chia sẻ với anh chị trong cái video này ha. Anh chị nào quan tâm về cái dòng xe Futurelet 2023 này á thì nhắc máy liên hệ Nam, Nam sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh chị. Bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây ha. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về những dòng xe mới nè, cũng như là về giá xe, về chương trình khuyến mãi, chương trình trả góp. Nam sẽ cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về xe để cho anh chị nào quan tâm thì chúng ta sẽ theo dõi nha. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.